Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí, bây giờ là 16 giờ 20 phút ngày 4 tháng 5 năm 2023. Câu chuyện về nàng bậc Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì ai cũng biết rồi. Xin thưa với lại các đồng chí, chiều ngày hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2023 có 7 đồng chí lên đường, đấy, quay lại để cho mọi người cùng xem. Đầu tiên là âm ly Fujima có model DA5000XG, địa chỉ tới thôn Cát Tường, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đây là mã số của đơn hàng. Nhà cung cấp là Khang Audio 1861. Trân trọng cảm ơn ngài. Sản phẩm thứ hai, âm ly Zinton có model BA7800, 25 mã. Âm ly này thì chưa niêm phong bởi vì còn để cho người thượng đế xem. Đây là bo Echo M50195 của hãng Song Mã. Bo mới đét đèn đẹp. Mình cung cấp với một mức thóc, cái bo này là 100.000 đồng. Còn đây là cái mạch Music, cái mạch Music của âm ly Datern đã thay chiếc áp, 100.000 đồng và âm ly nữa. Đấy. Địa chỉ tới của âm ly Zinton này là đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây là đài Panasonic, địa chỉ tới thôn Yên Trung, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là mã số của đơn hàng. Thì ông xin thưa với lại các đồng chí, người thượng đế này mua cái chiếc đài này của mình sắp sửa lần thứ 10 rồi, phải lần thứ 7, thứ 8 rồi đấy nha. Đấy, lần thứ 10 là có quà tặng đặc biệt. Sản phẩm thứ tư là Mỹ Loa Sony 1000SC, địa chỉ tới đường Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây là 10 cuốn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2, 100.000 đồng một cuốn, chương trình nội dung tùy ý. Địa chỉ tới đường Trần Quốc Thảo, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thế là ngày hôm nay là có 2 sản phẩm lên đường tới với lại Hạ Long mênh mông là thế. Đây là 5 cuốn băng cassette loại băng cụ tổ, địa chỉ tới xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Băng cụ tổ là băng Maxen UD2, xin thưa với lại các đồng chí. Còn ở đây, đây là 10 cuốn băng cassette, thì trong đó có 6 cuốn băng loại cụ tổ và 4 cuốn băng loại Sony. Địa chỉ tới ngõ 29-70-2, Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn các thượng đế, trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam đã gửi chọn niềm tin vào nơi của lão nông Tri Điền Khang Audio 18 Bình Dương. Đó là sự thông tuệ. Xin phép dừng clip ở đây. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.